Quang Lê một lần nói hết về tin đồn yêu Hà Thanh Xuân, lý do không tham dự đám cưới. Mới đây, đám cưới của Hà Thanh Xuân cùng vua cá coi Việt Nam Thắng Ngô thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng. Bên cạnh các lời chúc hạnh phúc và trầm trồ trước quy mô đám cưới tiền tỷ, cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều về giọng ca hải ngoại. Cụ thể, Hà Thanh Xuân bị cho là bỏ rơi Quang Lê để lấy chồng, vì trước đó cả hai có nhiều clip thân mật, tình cảm trên mức bạn bè, khiến các fan ngỡ họ là một đôi. Trước những thông tin tiêu cực về người em yêu quý, Quang Lê đã lên tiếng đính chính trên YouTube cá nhân. Theo đó, Quang Lê nhấn mạnh, anh và Hà Thanh Xuân chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau và có những hành động thân mật, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức tình bạn chứ không phải là một cặp như mọi người vẫn lầm tưởng. Trong các clip vlog, chúng tôi đều có nhiều hành động, lời nói thân mật, tình cảm, nhưng chỉ là quay vlog thôi, ở ngoài không có gì hết, Quang Lê cho biết. Nam ca sĩ mong khán giả nghĩ đúng, đừng hiểu nhầm Hà Thanh Xuân mà có những lời nói tiêu cực khiếm nhã, gây ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của cô. Quang Lê rất mừng khi Hà Thanh Xuân tìm được hạnh phúc đích thực. Anh cũng chia sẻ cảm xúc về người em đồng nghiệp thân thiết của mình. Tất nhiên Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông, nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Giọng ca đập vỡ cây đàn, muốn một lần nói hết để giải đáp thắc mắc của khán giả. Tôi cũng mong khán giả vẫn yêu thương tôi và Hà Thanh Xuân, đừng vì chuyện Hà Thanh Xuân đi lấy chồng mà ghét bỏ chúng tôi. Nếu chỉ vì những clip vlog mà chúng tôi bị nói vậy thì tôi cảm thấy có lỗi với Hà Thanh Xuân lắm, Quang Lê bày tỏ. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết vì kẹt lịch diễn nên không thể về Việt Nam tham dự đám cưới của Hà Thanh Xuân. Quang Lê chắc chắn sẽ có mặt nếu người đẹp Sài Thành tổ chức đám cưới tại Mỹ. Anh cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô. Dù Hà Thanh Xuân đã có chồng nhưng trên sân khấu vẫn là người tình sân khấu của tôi, giống như Lệ Quyên vậy. Chúng tôi là nghệ sĩ nên sống với nhau trên sân khấu là chủ yếu, Quang Lê tâm sự. Về phía Hà Thanh Xuân, cô cũng từng lên tiếng giải thích khi liên tục vướng tin đồn tình cảm với Quang Lê. Giọng ca hải ngoại bức xúc trước việc các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin theo dệt sai lệch về đời tư của mình. Đồng thời, cô khẳng định mối quan hệ với Quang Lê chỉ ở mức đồng nghiệp, chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan đến tình cảm với nhau. Mọi người đừng nói lời tiêu cực với Hà Thanh Xuân. Vừa qua, công chúng đã biết đến chuyện Hà Thanh Xuân lấy chồng, kết hôn với đại gia Thắng Ngô, được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam. Qua đây tôi muốn khẳng định, tôi và Hà Thanh Xuân chỉ là những người anh em thân thiết. Chúng tôi rất thân, chia sẻ nhiều điều với nhau. Việc Hà Thanh Xuân có chồng, tôi rất vui mừng và chúc phúc cho cô ấy. Tôi mong rằng mọi người đừng suy nghĩ và có những lời nói tiêu cực khiếm nhã với Hà Thanh Xuân. Tôi và Hà Thanh Xuân chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên thân thiết. Trong mùa dịch vừa qua, Hà Thanh Xuân bị kẹt lại Việt Nam. Tôi thấy thế mới rủ Hà Thanh Xuân hợp tác quay vlog. Trong các clip vlog đó, chúng tôi có nhiều hành động, lời nói thân mật, tình cảm, nhưng chỉ là quay vlog thôi, ở ngoài không có gì hết. Mọi người cứ cho những clip vlog đó là diễn đi cũng được. Tôi biết vì những hành động biểu cảm thân mật như thế nên khán giả xem xong cứ ghép đôi chúng tôi, kêu chúng tôi là người yêu cưới nhau đi. Tôi nói thật, những clip đó đã khiến khán giả hiểu lầm tình cảm anh em chúng tôi. Tôi mong khán giả nghĩ đúng, đừng nghĩ sai, tội nghiệp Hà Thanh Xuân lắm. Tôi cũng mong khán giả vẫn yêu thương tôi và Hà Thanh Xuân, đừng vì chuyện Hà Thanh Xuân đi lấy chồng mà ghét bỏ chúng tôi. Nếu chỉ vì những clip vlog mà chúng tôi bị nói vậy thì tôi cảm thấy có lỗi với Hà Thanh Xuân lắm. Tôi hứa rằng nếu Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới tại Mỹ tôi sẽ đến dự. Tôi gửi lời chúc tới Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô trăm năm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Hà Thanh Xuân mặc áo cưới, tôi mong em được hạnh phúc. Dù Hà Thanh Xuân đã có chồng nhưng trên sân khấu vẫn là người tình sân khấu của tôi, giống như Lệ Quyên vậy. Chúng tôi là nghệ sĩ nên sống với nhau trên sân khấu là chủ yếu.